Tôi xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đặt cái thế cây lại các bạn. Cái cây mình vô chậu khác, cây mới ship về. Cây nhỏ nhỏ này mua 7 tầm 3 nghìn, mua 7 nữa các bạn. Giờ cái lớn hết rồi. Có cái vụ bệnh này các bạn. Trắng trắng này ở đâu cũng thấy các bạn. Nó sẽ tốt mà. Lây hay gì? Phụ đâu là phụ đó các bạn, phụ đâu là phụ đó, ở đâu cũng có con này, mua Bình Định có, mua ở Phú Yên cũng có nữa các bạn, con này ở trên mọi miền đất nước, chỗ nào cũng có, bù vô nó không chết cây mà nó phụ nhìn xấu lắm các bạn, cây này giờ mình đặt nghe các bạn, đặt đổ nè. Thôi sao giờ? Bắt bài. Bài thì nó không có gì xuất sắc. Nó tôm cơm gì đi. Thấy không? Tôm cơm thì nhổng cái rễ lên. Phải cưa thôi cái gì đâu. Để mà. Cưa hết rồi. Đó, hết nhẫn nhẫn là cưa hết. Đừng có để. Nhẫn keo. Rồi cưa nhiêu được nhiêu. Ráo nồi à. Nên ta bẻ người ta để luôn. Nói chung là mình mua cây này các bạn, khi mua mình cũng đã có ý định của mình rồi, thấy không? Chứ không phải mình đi mua không, cây mini mà, thì cái thế nó là mình cũng nhìn nó rồi, mình mua về mình đặt lại, hồi đó không phải vậy các bạn, ta đặt đứng, đứng bay không khôm vậy thôi, bây giờ thì mình làm lại. Mình thấy cái thế là mình làm được. Rồi hồi do mình mua về cây mini. Cây này mua cũng xong. Đầu uống lại các bạn. Trở lại.
mỗi buổi sáng. Từ dưới ngọn bẻ lên nha các bạn. Rối quá, mấy thằng này mọc nhiều quá nó rối. Cái cây cây mini bẻ nó dễ bị tét đâu, nè tét hàng rồi này bỏ rồi nó hẳn là nó tét à. Cái này mình thấy cũng cái lá nhỏ các bạn, có cái tim nè, các bạn thấy không, cắt một hai lá cho các bạn xem này. Đó. Lá đầu cắt bỏ này, đó cũng có trái tim nè các bạn, đó cái tim nè, các bạn thấy không, đó cái tim. Giờ mình mua mấy cây này, nói chung là mấy cây mà lá nhỏ các bạn, theo kinh nghiệm của mình nha, đó kinh nghiệm của mình tức là những cái cây hải châu mini mà lá nhỏ đa số là có trái tim là nó cho trái đẹp các bạn, nó cho trái đẹp. Thứ hai nữa cái lá sau này nó rút lại nhìn nó được, phải tha keo liền để nó khô mặt cắt được.
này, chắc cây này bẻ phải mượn các bạn. Để mượn cái tàn đưa vô cái thành giữa này. Đây là cái thằng kia nó bị gãy rồi. Cây hải châu hoặc những cây mà bay bay đổ đổ á thì nó dễ sửa các bạn. Và biết sao mình nói dễ sửa rồi, nó lùa lùa theo được, không có gì á, không nó lùa lùa theo cái hướng nào cũng được. Còn những cái cây á mình nói các bạn là cây trực không, cây trực thì cây trực thì nó phải tay tàn phải đủ các bạn, phải đúng đúng, tức là nó phải có cành này rồi cành một cành hai rồi chia ra cành như thế nào. Nói chung là nó mượn thì khi nó mượn á các bạn, mình xem kỹ á thì nó không có duyên những cây trực á. Còn cây đổ thì các bạn có thể mượn qua mượn lợi, mượn tàn nóc tàn lưng này kia nọ các bạn làm được. Còn những cây mà bây giờ là mình nói đây biết đúng hay sai, nhưng mà thật ra là mình thấy nó vậy. Thì các bạn mình nói sai thì các bạn cứ góp ý, nói sai nó bậy. Cây mượn là cây không có đúc, đúng rồi thì cây mượn là cây không đúc, nhưng mà không có chơi phải mượn nó sao. Nhưng mình không có tiền đi mượn bạn bè vậy, thấy không? Mua này mua kia phải không có tiền phải mượn thôi. Có tiền thì mình trả khi nó mọc ra, không? Khi nó mọc ra thì nó có cái tàn ngay chỗ đó giữ ý mình thì mình cắt cái tàn mượn mình bỏ mình, như mình trả tiền ta vậy. Đơm na là vậy. Chứ cây kiểng là không có ai mà buộc nó phải làm theo ý, đúng theo cái ý muốn mình. Nó ra cây thiên nhiên mà, muốn ra sao ra. Bạn chơi các bạn cái. Tôi nói thật nha các bạn. Được rồi, tôi mua trước đây á. Trước đây chứ có cỡ cách đây 3-4 năm á. Mình mua mấy kênh. Cái kênh nha, cái kênh mấy kênh mà cũng lớn á, kênh bán xuyên suốt á, thấy đủ tàn coi cũng rõ về cắt có nhánh một là cái cây mất tiêu, không còn cái nhánh nào. Tại vì sao người ta mượn các bạn, người ta kéo qua kéo lại, mình cái dạng mà cũng không có để ý á thì mình bị thôi. Để ý lại gì là mình coi như kỹ á, cũng tin tưởng anh em á. Về các bạn, về cái mình cắt có nhánh này, tại mượn mà mượn trên đọt hay mượn bên hông, nó kéo qua kéo lại, mình cắt có nhánh một rồi thì nó sẽ không còn một cái nhánh nào nữa hết, tại vì nó mượn là nó xé chi ra luôn, xé chi luôn cái tàn mượn mà xé chi luôn. Các bạn không nhìn mà không kỹ nha, nhìn tại lụp lụp người ta thường người ta làm cái gian mà người ta đúc là ta phải ta ngoan lắm, không phải gian mà không ngoan. Ta làm mình nhìn không ra, không ra là gì, do người ta không quay kỹ ngay chỗ người ta mượn, không quay kỹ các bạn. Tôi quay sơ qua cái thôi, tôi quay những cái chỗ nào khuất cái nhánh ta mượn á, không là về mình cắt cái nhánh đó thôi, tại vì nhánh đó nó bị mượn mà nó bị tròn qua, nhìn nó không có hoặc mê, nó không có duyên các bạn. Rồi một là các bạn cắt chỉ cần một nhánh thôi là nó trống hết nguyên cái tàn đó. Đó là tại mình đâu có nói người ta mua về. Các bạn thí dụ đi, bạn mua về không, về và khi shipper đã giao hàng xong thì các bạn cứ đã khui nhận hàng, khui về lên bàn
là chỉnh sửa lại. Hoặc là khi các bạn nhận shipper người ta đã về rồi, cái chuyện các bạn kêu đem trả lợi gì đó là không bao giờ có chuyện đó đâu. Ai nhận nữa, bạn gỡ của người ta ra rồi ai nhận. Nhưng mà cái đó thì do cái mình đó các bạn, do mình chơi, mình chưa kinh nghiệm cái đó, thì cái chuyện đó là lỗi là do cái người mua. Người mua là người mua, người ta sell soi không có kỹ. Thứ hai á, thí dụ các bạn mua vậy á, khi mình mua mình cũng phải sau này mua mình cũng nói là cây tàn có mượn hay không, cứ nói kỹ, được mua cũng được thôi. Chứ mình cái vụ mượn đó là cái chuyện đó người ta buộc người ta phải làm, là cây đâu cây nào mà nó giống như cây nấy đâu, nó cũng phải thế này thế nọ rồi phải mượn qua mượn lại nó thành một cái cây. Thường á các bạn, mấy nhà vườn á đa số mình nói đây ha, mình nói cái thật sự nha, người ta làm ta mua bán các bạn, mình cũng nói người ta trách ta mượn, cô không phải nữa. Tại cây hải châu á, người ta cần cái thời gian cho nó nhanh để người ta giao lưu bao quán các bạn. Chứ cây mà cứ làm theo cái cách bài mà cái kiểu bây giờ là các bạn á, cách bài á, tức là tầng 1, tầng 2, tầng 3 thôi, cái đó thì làm 5 7 năm trời mới thành một cái cây rồi nó bán ai. 5 năm 7 năm trời. Một lỗ tiền nước luôn, lỗ tiền công luôn. Như cây này giờ tôi làm cây bài đi, không, nói chung là cái cây mà bay bay á, mình nói đây mình nói các bạn chơi kiểm biết nha, cái cây bay bay đồ lùa không, là cái cây đó chế để chơi thôi, cái thật rất ra cây kiểm là cây trực các bạn, không, trực quyền, trực thẳng, là trực bây giờ là lũa sao đó, đó nói chung là nó trực á, cái cây thì tôi lên thẳng. Những cây tựa vách núi, vách đá thì nó bay thôi. Cái đó là trong tự nhiên thì nó có, người ta phân theo cái thế tự nhiên người ta chơi. Đó. Cái này, nhánh này giữa nhánh này, hai nhánh này các bạn. Mình phân dân vậy. Ở nhánh này lên thì nó quá gần gốc. Thôi cứ bẻ đi, bẻ chơi đi. Rồi tới đâu tới. Cây này lá đẹp các bạn, mình mua mình chọn lựa nha các bạn, sau này mình mua mình chọn những cái dòng cây mà lá nó đẹp mình mới mua, cái dạng mà lá nghêu ngao là mình không có mua nha các bạn, mình nói thật nha, chúng ta mua mắc một chút, tại vì cái yêu cầu của cái người chơi giờ á, yêu cầu cái lá các bạn. Nhưng mà cái nếu mà cái lá nó đẹp một phần đi, còn nếu mà cái lá nó không đẹp nhưng mà trái nó đẹp mình vẫn mua. Còn lá mà không đẹp á, trái nhỏ xíu mà xấu nữa, không, cái đó mình không có chơi, cái đó mình nói trước khi anh em mua bán thì biết ý mình sao rồi.
thằng đó không bao giờ chỉnh được cái thằng này, nó thật nha. Đó. Các cái thằng đó nó chỉnh được cái thằng này, nó để cái thằng đó không bao giờ chỉnh được cái thằng nó quay về phía sau. Cây clip này chắc lâu các bạn, cây này hơi lâu tại mình sửa hết hoàn chỉnh cái cây mini mà. Đó. Mấy cây này các bạn mình quay về các bạn rồi cứ mua cây của mình, thấy không? Các bạn đợi có trái đi, các bạn mua. Nhiều khi nó không có trái nữa, mình mới mua về mình đâu có biết nó có trái hay không có trái, thì mình nghe anh em người ta cũng nói, cái ai bán cây của mình nói cây rồi giống không có trái đâu. Anh em người ta cũng nói cây nào nó cũng phải có trái, có hoa, có bông, nó đẹp thì kia nọ là siêu hoa siêu trái, chứ ai nói ở cây tôi anh tôi trồng nay có 4-5 năm sao nó không có trái, ông nào dám thò tay vô bỏ tiền ra mua cây đâu, sao giá. Các bạn cứ để cho nó có trái đi, có hoa đi, đậu trái đi, các bạn cứ chơi, các bạn cứ mua về chơi. Còn các bạn mua mà không có trái các bạn đừng mua. Của mình vậy, có bông của bạn đừng mua đó. Cây mini, cây mấy cây mà mình nói các bạn, cái cây mini mà mình chiết ra thì mấy cây đó thì mình đã chiết ra thì các bạn cứ an tâm, tại vì khi mình chọn mình chiết ra thì mình có đã chọn lựa cái cây rồi, phải không? Thì cái đó mình không sao, nhưng mấy cây mà mình đã do cái cây mà khai thác cái rừng đó không có trái không có bông các bạn đừng mua, để có bông có trái rồi các bạn cứ mua. Khi mua thì cũng ấy lắm các bạn, mình nói thật, mình nghe lời tới người bán á, nói cây này anh ơi, cây này trái nhiều lắm, trái lớn trái to trái siêu trái siêu bông siêu quay đó, mình không biết, mình cũng nghe rồi, mình cũng cái câu đó mình nói lại cái người bán, tức là mình cũng nói ngược lại, nói lại cái như là mình nói cây cũng siêu hoa siêu trái siêu bông này kia nọ, cũng nói với người ta, người mua mình cũng nói vậy không được. Không được, mình không có chơi cú đó. Bởi vì mình nói rồi. Đây, xong rồi các bạn. Đó. Ok. Clip cũng dài quá. Rồi, dài dữ ạ. Thấy không? Bẻ cây kiểu đâu phải đó, bẻ cái đọt xuống luôn. Bụt đọt luôn, không cho nó ra nữa các bạn. Ở những mấy cây á, mấy cây mà mình nói các bạn là mấy cây rồ lùa đổ đổ bay bay, mấy cây đó rất dễ vẽ dễ lắm các bạn, không có đâu. Bạn để ý các bạn vẽ dễ à, nó lùa dễ vẽ hơn cái cây mà mình nói đơn giản thôi. Cây trực á, cái bonsai mà trực vô chậu mini nhỏ nhỏ á, mà nó là thực thụ ra là cái cây trực á, bạn chơi vẽ trực lắm chứ không phải dễ à đâu. Đó. Cây nào cũng có, bạn mua về cây nào cũng có. Mình ghiền kẽn nha các bạn, mình ghiền mình mua nha, một lát mình đi mua đi, một lát mình là đi lên Bình Dương các bạn, Dĩ An Bình Dương á, mình mua mới chậu 3D nữa, mấy chậu và chậu men của mấy gốm mà có tiếng ở trển á, đi xe mình trển chở xe về đó các bạn nè, các bạn nhìn kỹ đi, mình quay kỹ rồi các bạn xem nè. Đó. Thân lắc nè, bạn thấy không? Đó, cái thân nó rắc, cò lắc, cái này nó thiếu nè các bạn. Cái này nó thiếu nè.
Đó, đáng lẽ mình bỏ phải bẻ này xuống này, mượn là cũng được. Đó. Mà theo. Nè. Đó. Rồi. Clip này cũng vậy các bạn. Mình kết thúc clip nha các bạn. Cây này ta đặt ấy, mình đặt đổ đổ vậy, khum khum vậy thôi. Chơi mini đi. Lá đẹp nè các bạn. Lá cũng có trái tim rồi ha. Đó, nè, lá cũng tròn. Trên xuống nè các bạn. Đó. Rồi mình kết thúc clip nha các bạn.